Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ duy nhất của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và Tiến Dũng cũng chỉ có duy nhất hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh, quý vị lưu ý. Và ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc Superwoofer vừa về, hay còn gọi là những chiếc loa siêu trầm. Trước mắt quý vị là những loa Superwoofer của Yamaha đến từ Nhật, model 1000, model SW515. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây là những chiếc loa sub siêu trầm sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, hỗ trợ cho những dàn âm thanh nghe nhạc và những dàn âm thanh hát karaoke bị thiếu tiếng bass. Những chiếc loa sub này cho tiếng trầm rất sâu và đồng pha công nghệ đặc biệt ActiSavvo của thương hiệu Yamaha nổi tiếng. Và cũng ngày hôm nay thì Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu giải mã Topping model E30. Đây là một giải mã chuyên nghiệp của Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc và cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Quý vị đang nghe âm thanh của Topping E30. Với Topping E30, tình trạng mới nguyên hộp, hiệu này đạt chuẩn Hi-Res Audio. Đây là tổng thể phía bên trong của mẫu giải mã chuyên nghiệp này. Trong đây là một catalog, một hướng dẫn sử dụng, một điều khiển từ xe, remote control, một dây cáp nguồn sạc và một cáp USB kết nối máy tính. Và đây là nhân vật chính của giải mã này, Topping E30. Giải mã DSD512, giải mã 24 bit. Dòng này cho tiếng rõ, nét, nhạc tính rất tốt, sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Các ngõ kết nối ngõ vào là nguồn điện 5V bên tay phải, kết nối cổng USB với máy tính để giải mã máy tính, kết nối với ngõ optical, cổng quang của TV Internet, giải mã TV Internet, và kết nối thông qua cổng Coaxial, giải mã đồng trục, giải mã những đầu CD có phân khúc bình dân. Giải mã này cho tiếng rất tốt. Ở đây hãng đề Made in China và đạt được hai chuẩn CF, CE và FE tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu. Giải mã này có mức giá 3.500.000, tình trạng mới 100%, bảo hành 12 tháng. Và trong những đợt hàng đầu tiên này thì Dũng sẽ tặng kèm theo quý vị và các bạn một cục sạc adapter 5V. Cục sạc này trị giá 100.000 và tặng kèm theo một bộ dây quang để kết nối với TV Internet. Dây này có trị giá là 150.000. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí ship cho 20 đơn hàng đầu tiên, 3.500.000. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Và đến với những nhân vật chính của ngày hôm nay, Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc loa Superwoofer siêu trầm vừa được khui ra ở đây. Trước mắt quý vị là mẫu loa Superwoofer model SW1000. Ngày hôm nay Tiến Dũng về 4 cái SW1000, công nghệ Savvo, công nghệ ActiSavvo, điều khiển tùy động, làm cho âm thanh rất đồng pha so với những hệ thống loa mà nó được hỗ trợ. Phía mặt trước có chỉnh volume và chỉnh cắt tần số, lỗ thông hơi nằm phía trước. Dòng này là loa xúc điện có sử dụng bass là 30 cm. Đây được mệnh danh là vua bass bởi nó cho âm trầm rất tuyệt vời, rõ, dày và không bị méo tiếng. Yamaha SW1000 sử dụng trang trí bên ngoài bằng thùng gỗ lạ. Đây là các băng keo từ bên nước ngoài đóng gói về. Ngay chiều nay thì Dũng sẽ vệ sinh sạch sẽ. Đây là những chiếc loa Superwoofer được bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ trái tây. Đây là các vết băng keo. Với mẫu loa Superwoofer của thương hiệu SW1000, sử dụng điện 100V và công suất nguồn là 100W, công suất ra loa là 300W.
tiếng của dòng này mềm sâu, phục vụ để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 40m2. Tiếng rất tuyệt vời. Mẫu là Super Woofer Model SW1000 có mức giá 13 triệu. Ngày hôm nay Tiến Dũng về 4 cái, tình trạng hàng bãi, zin đẹp. Và ở đây Tiến Dũng cũng vừa mua được 2 cái remote control, remote của mẫu SW1000. Anh em nào lấy thêm remote thì cộng thêm 500 ngàn nữa là 13 triệu 500. Còn anh em không lấy remote thì mức giá chỉ 13. Tiếp theo phía bên đây thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn 3 chiếc loa Superwoofer, 3 chiếc siêu trầm của thương hiệu Yamaha đến từ nước Nhật. Đó là SW515 với Yamaha SW515, hãng sử dụng một loa bass úp đất loại 25cm. Công suất nguồn của dòng này là 300W và công suất ngõ giao loa là... Xin lỗi quý vị, công suất nguồn của dòng loa súp này là 100W và công suất ngõ giao loa là 300W. Tiếng của nó rất mạnh mẽ. Còn vỏ được làm bóng sơn mài, rất đẹp. Đây là những băng keo. Ngay chiều nay Tiến Dũng sẽ lau dọn sạch sẽ. Tất cả đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Thùng loa bóng loáng. Với SW515, ở phía mặt trước có nút tắt và nguồn, có nút chọn chế độ nghe nhạc và xem phim, có nút cắt tần số và có nút volume chỉnh cường độ âm thanh. Yamaha SW515 bóng sơn mài với tình trạng zin nguyên bản, hàng bãi, điện 100V. Mức giá của dòng này là 9 triệu một cái. Quý vị có thể sử dụng mẫu loa súp này để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 40m2. Tiếng của nó rất tuyệt vời. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Quý vị lưu ý, cửa hàng Tiến Dũng Audio Sài Gòn chỉ có duy nhất địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rất hân hạnh phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào và xin cảm ơn.